Xin chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh suy yếu và lệch đông, gió đông đến đông nam đẩy ẩm từ biển vào nên Bắc Bộ duy trì nhiều mây, cùng với đó là mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay phổ biến trong mức 21 đến 23 độ. Chỉ riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức từ 24 cho tới 26 độ. Thủ đô Hà Nội tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn. Trời lúc nào cũng nhiều mây âm u, không có nắng nên nền nhiệt độ ngày đêm không chênh lệch nhiều. Dao động trong khoảng là từ 20 cho tới 23 độ, trời lạnh. Quý vị chú ý tới hiện tượng nồm ẩm xuất hiện, ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt thường nhật của người dân. Với các tỉnh thành miền Trung, trời còn nhiều mây và còn có mưa nhỏ ở các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân. Còn về phía Nam, trời giảm mây, hửng nắng vào trưa chiều. Nhiệt độ vì thế tăng dần từ Bắc vào Nam, phổ biến trong khoảng từ 23 đến 25 độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Còn đến khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ tăng lên ngưỡng là từ 27 đến 30 độ. Ở thành phố Đà Nẵng, từ trưa và chiều nay trời sẽ chuyển tạnh giáo, có nắng gián đoạn, nền nhiệt cao nhất ngày tại đây cũng chưa tăng mà vẫn giữ trong khoảng là từ 25 đến 26 độ. Phải từ ngày mai nhiệt độ mới tăng nhẹ tại Đà Nẵng cũng như các tỉnh thành miền Trung khi mà không khí lạnh suy yếu và không ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ. Với các tỉnh thành phía Nam, gió đông gây mưa trái mùa những ngày qua suy yếu nên cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng sớm, nền nhiệt ngày tăng cao. Với Tây Nguyên, cao nhất trưa chiều trong khoảng từ 29 đến 32 độ, còn tại Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ, trời sẽ bắt đầu có cảm giác nóng. Như tại thành phố Hồ Chí Minh, trời nắng sớm, cường độ nắng tăng hơn, nền nhiệt ngày cao trong khoảng là 33 độ, trời cũng nóng nhẹ về chiều. Quý vị chú ý khi tham gia các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian này. Đến tối và đêm, nhiệt độ hạ dưới mức 25 độ, trời dịu mát. Đến đây bản tin thời tiết trưa ngày 4 tháng 2 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!